Tổ chim đột biến 410 triệu đồng được đón bằng Roll Royce lột xác sau một tuần vào tay đại gia. Khoảng một tuần trước, giới chơi chim cảnh chấn động trước thông tin doanh nhân Dương Văn Chương, Trương Taylor mua được một tổ chim non siêu quý hiếm. Theo lời ông vua chim màu Dương Taylor, lần đầu tiên ở Việt Nam, những người chơi chim đột biến nhìn thấy một tổ chim vành khuyên 4 con đột biến hoàn toàn, lông vàng, bụng trắng, mắt đỏ ruby. Là người chơi chim nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, anh Trương Taylor hạnh phúc vì đón được 4 siêu sao này về bộ sưu tập chim màu đột biến của mình. Vừa đáp sân bay Nội Bài sau chuyến đi dài từ Anh, Dương Taylor vội vã cưỡi con Roll Royce đến Bắc Giang đón 4 siêu sao. Anh Chương nhận định tổ chim đột biến khi về tay mình khoảng từ 10 đến 11 ngày tuổi. Dù khi đó chúng đã khá đẹp, bắt đầu trổ lông cánh, lộ rõ màu vàng ở lưng, màu trắng muốt ở bụng và cặp mắt đỏ ruby độc đáo. Nhưng nhìn chung bầy chim vẫn còn khá non nớt. Dương Taylor chăm chút lũ chim non mỗi ngày. Anh tiết lộ mình vẫn đang hồi hộp chưa biết giới tính của 4 em bé trong tổ. Thường thì khi chim khoảng 1 tháng tuổi đến 1 tháng rưỡi tuổi, chúng trổ hết lông, lúc đó nhìn sẽ rất rõ giới tính. Chim trống thường bắt chuyện rất nhanh và bắt đầu hót. Nếu hót hay, dạn dĩ, chúng có thể có giá khoảng 500 triệu đồng một con. Còn chim hoàng khuyên mái dù đẹp nhưng ít giá trị hơn vì chúng không biết hót. Mình muốn nuôi 4 bé chim này cùng nhau, hy vọng có thể có 2 cặp trống mái để thử ghép đôi sinh sản. Trước giờ chưa ai ghép đôi sinh sản thành công chim khuyên cả, nên nếu mình làm được thì rất tuyệt vời. Kết quả sau một tuần về tay Dương Taylor chăm sóc, bầy chim đã lột xác lộng lẫy vô cùng. Chúng đã ra ràng, đủ lông đủ cánh và nhìn rõ bộ lông 2 màu vàng trắng tuyệt đẹp. Ông chủ của chúng hy vọng sắp tới có thể luyện thanh cho chúng để nghe tiếng hót phéo phon của bầy chim quý báu này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.